là cái mức kiểu dưới 0,5 mg trên cân nặng trên 6 giờ. Và
anh chị thấy dần dần xuống dưới thì cái tiêu chuẩn đấy thì nó cũng tăng cao hơn, đúng không ạ? Cuối cùng là cái tân sinh nhi nước anh tăng trên 3 lần và cái nước tiểu dưới 0.3 lít kg trên giờ trong vòng 2 giờ thì nó tăng vào hơn nước trên 12 lần. Phân loại khác là phân loại tiếp theo thì anh chị sẽ thấy những điểm chung là ở những trường hợp nặng thì creatinine bao giờ cũng tăng trên 200 đến 300%, tức là tăng 2 đến 3 lần, và cái số lượng tiểu nhẹ là xuống dưới 0.5 và nặng là dưới 0.3 ml trên kg trong một giờ trong vòng 2 giờ, hay là những vô hiệu có không khí tiểu là trong vòng 12 tiếng. 0.3 ml trên một cân là lấy một bệnh nhân là 50 cân thì là khoảng 15 cc, đúng không? Trong giờ và không nghe giờ xem là như thế nào. Chính vì vậy ở những cái bệnh nhân mà chịu thấp đường ra cũng đặt trong tiểu à, không phải là như nào cũng tiến tiểu được đâu, mà người ta sẽ đặt trong tiểu và theo dõi số lượng tiểu này. Theo Calino 2002 là bộ thận học quốc tế học thế giới đấy, là mỗi cái bộ chúng ta đưa ra những tiêu chí riêng, tuy nhiên là em nhìn thấy là nó vẫn thế không? Nó vẫn là tăng creatinine tăng 2-3 lần, đúng không? Và số lượng dữ liệu như kia là cuối cùng là chúng ta có những điểm chung thống nhất. Như thế này để các anh chị là khi các anh chị làm tài liệu và có rất là nhiều thông thoại để mình hiểu là chắc chắn là và sao cái này nó lại không giống như kia, nó lại không giống. Ở đây đây là ba cái thì cũng sẽ sâu ra thành một cái bảng mà chúng ta rõ. Theo hội thần học chúng ta sẽ theo canh thế thì tại sao lại có tình trạng suy nhược cấp, có rất là nhiều yếu tố, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ nhắc lại về cái mặt bệnh học hoặc là cái giai đoạn mình đứng hiểu chúng ta sẽ hiểu được. Ở đây cô không nhắc lại nữa, chỉ là cái bản của chúng ta làm sao chúng ta xem thôi, thì nó có cái giai đoạn từ máu từ bụng mạnh đến cầu thận, đúng không? Thì hỏng của cái giai đoạn nào thì đều gây tổn thương thận của giai đoạn đấy cả. Giai đoạn từ bụng mạnh đến cầu thận nó ít thì nó cũng là suy cấp. Giai đoạn tại mức tiểu nó hỏng thì cũng suy nhược cấp. Giai đoạn thứ ba tái hấp thu hoặc là ống thận, mà ống thận nó hỏng nó tổn thương thì cũng suy thận. Và cái giai đoạn cuối cùng là nước tiểu vào cái thận cổ ra và qua đường thực quản ra ngoài, và chỗ này nó tắc nghẽn lại cũng gây suy thận, đúng không? Thì đây cũng là một cái hình ta rõ là trên này là gọi là chức tận, đây là hồ sơ ở chức tận tại tận và bắt đầu từ cái nhiều ngày trở đi là sau tận, đúng không? Thế thì người ta thấy rằng là suy cấp chức tận là chiếm khoảng 30-60%, tại tận 20-40% và sau tận là 1-10%. Đấy là cái tỷ lệ chung. Tất nhiên nhiều nghiên cứu khác nhau sẽ đưa ra những kết quả khác nhau. Suy nhược cấp chức thận thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là giảm thể tích trong lòng mạch. Thì các anh chị thấy trong trường hợp mất nước, mất máu, đúng không ạ? Tóm lại là mất dịch và làm giảm thể tích ở trong lòng mạch. Cũng như là cái bỏng, chấn thương, đúng không ạ? Nó là nguyên nhân giảm thể tích trong lòng mạch. Nguyên nhân thứ hai là giảm cái áp lực cầu thận, giảm huyết áp trong trường hợp sử dụng thuốc, suy giảm cơ chế điều hòa thận. Như vậy là không phải đúng nguyên nhân chức thận là chỉ do một vài nguyên nhân, mà một vài nguyên nhân nó có thể gây ra khi được cấp chức thận và được cấp tại thận nó sẽ phù hợp với nhau. Tiếp theo là giảm cái động mạch hiệu quả trong những trường hợp suy tim, sốc tim, ép tim, nhồi máu cổ, trong những khuẩn, những phản ứng phản vệ và phản ứng gây mê. Gần đây thì chúng ta thấy là những phản vệ gây mê có rất nhiều trường hợp, đúng không? Rất nhiều mấy bệnh viện trường hợp.
vì các bác sĩ với nhau cũng nghĩ là công thức mê cũng là nhưng mà tôi không biết là cuối cùng người hội chẩn đấy thì là người ta kết luận là cái gì. Tuy nhiên tôi chỉ thấy rằng là thuốc mê nó rất là nguy hiểm. Thế thì tôi cũng hiểu là anh chị có nghiên cứu không và anh chị có xem các tài liệu không, thì gần đây một bác sĩ bạn tôi là bác Tuấn ở trong liên hệ với tôi mê ấy, thì anh đã có viết rất là nhiều bài về điều trị bằng cái botulinum truyền cho những cái cấp cứu của PT của mê thấy rất là có hiệu quả. Tuy nhiên để cứu được bệnh nhân là tốt, nhưng mà một cái mặt trái là cái chỉ của thuốc botulinum các anh chị mà dùng thì chị cũng phải xem không đến mức là chất quán là trên đời. Một nguyên nhân nữa là giảm tuyến máu do hội chứng khoang cổ bụng, trong các áp lực cổ bụng những trường hợp chảy máu cổ trướng phẫu thuật bụng hoặc là những trường hợp sau ghép gan thì chúng ta có thể làm. Thế thì về mặt suy nghĩ bệnh thì về thứ nhất là cái tổn đầu tiên là cái nhu mô thận, là cái cầu thận nó còn nguyên chưa, nó không có hỏng hóc gì đâu đúng không, nhưng mà cái việc giảm cái cầu thận nó là làm cho ta được sinh lý giảm thiếu máu thận, giảm thiếu máu thận. Tiếp theo là cái thiếu máu cục bộ là dẫn tới tình trạng co mạch, và từ tình trạng co mạch nó sẽ dẫn tới tổn thương nội mô và sau đấy là viêm mạc tĩnh mạch kích hoạt. Và nếu như cái tình trạng này chúng ta không giải quyết, nó sẽ chuyển thành tổn thương thận mạn tính, đúng không ạ? Và các chị thấy rằng là chúng ta có một từ là suy thận cấp. Thì suy thận cực tổ đúng không, là sau 72 tiếng có thể chuyển thành suy thận cấp cực tổ, cho nên người ta khuyến cáo rằng nên giải quyết cái suy thận cấp này trước 72 giờ thì cái chức năng thận mới hồi phục. Em sẽ hiểu chưa, là vì nó đầu tiên những mô thận ứng lên, nhưng nếu chúng ta không điều trị thì nó sẽ có những cái cơ chế thứ phát mà làm cho tổn thương thận ví dụ. Trong cái nhiễm khuẩn thì nó có một cơ chế làm cái lưu lượng máu thay đổi và mức độ thận giảm nhanh, nó liên quan hoàn toàn đến yếu tố viêm và cái rối loạn chức năng oxy hóa do cái tăng stress oxy hóa và tất cả các cái tổn thương thì là stress oxy hóa nguyên nhân và do nó sản xuất cái cytokine của viêm, nó hoàn toàn liên quan đến viêm. Thế thì các dấu hiệu để nhận biết trong vòng trước 72 tiếng đấy để chịu sức ép cổ, là mình nhận biết cho bệnh nhân là những cái dịch nước da khô thì bác cùng thổi đồ trinh dạ, rồi là cái xét nghiệm thì mình có thể có nước tiểu thì cái tế bào nước tiểu không có vấn đề gì. Một cái xét nghiệm tín hiệu là cái cơ số khả năng lên dưới 1 và nát ri liệu chỉ 20 nếu như bệnh nhân có nước tiểu. Thế nhưng nước tiểu chúng ta không đánh giá được. Hai là cái tăng trọng lượng máu liệu, tức là những cái giai đoạn sớm cái suy thận cấp sau thận thì thường là cái nguyên nhân tắc nghẽn từ niệu quản đến bàng quang đến niệu đạo và có thể tắc nghẽn ngay trong thận, trong lòng ống thận cũng gọi là suy thận cấp sau thận, chứ không phải là chỉ sau quả thận mới gọi là sau thận đúng không? Tức là tắc nghẽn từ cái mà của thận phải nhất ra do các cái tinh thể trụ cục máu đông thì đây là ví dụ những cái hình ảnh tắc nghẽn thận đúng không, chúng ta cũng giải về tắc nghẽn quản vân vân. Về mặt sinh lý là có sự cản trở của đường ra của nước tiểu và tăng áp lực trong đường nước tiểu, đường nước tiểu gây ra là giảm cái áp suất của tuyến trên mạch máu của thận, dẫn tới giảm mức độ tổn thương thứ phát và thay đổi chức năng của tuyến thận, do đó là gây giảm cái khả năng cố đọng và những dấu hiệu chúng ta cần nhận biết là cầu bằng quang. Cầu bằng quang là cái mà chúng ta rất dễ bỏ qua bởi vì chúng ta chẳng khám, không khám, đúng không? Chúng ta không muốn tiểu là bắt đầu cho đi dịch thận, đúng không? Và chúng tôi rất nhiều trường hợp chúng ta phải các bác, các bạn thì cứ chuyển đến đấy, cứ là dịch thận vô hiệu rồi khi tăng cao
hoàn toàn có thể cảm thấy con người có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà của chúng ta không thuộc nhiều là chỉ vì quá, và chúng ta có thể là bỏ qua những cái thái thông thường của nhân đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta nên đi khám. Thứ hai là có thể nhận biết là những cái uống nước trên sông thận chúng ta không bị tính, và rồi là đặc biệt là những cái có nguy cơ cao như là những người có một thận và bệnh nhân ghép thận thì rất là cẩn thận. Có một số cái trường hợp thì ở cái giai đoạn đầu chúng ta có những dấu hiệu âm tính và không chắc chắn, nhưng mà giai đoạn đầu có thể không bị lãng giải thận thì chúng ta chưa bị lãng giải hoàn toàn. Thế còn khi được lãng giải thận thì có từ nguyên nhân mạch thận, nguyên nhân cầu thận và nguyên nhân ống ghép thận, cả ba cái phần này của thận đều có thể tổn thương và làm cho cái việc tổn thương của thận thận. Thế thì có thể là hoại tử thận cấp, viêm thận kẽ và viêm tổn thương phổi thận cấp. Tổn thương phổi thận cấp nó chiếm khoảng 5%, thì nó có tất cả những loại tổn thương, ví dụ như vừa rồi ta nói tổn thương, ví dụ như là viêm gan, viêm gan cấp, hoặc là viêm phổi thận cấp, trong những viêm cầu có thể, đúng không? Hay là viêm phổi thận thứ phát sau một cái lúc bút hay tổn thương phổi thận cấp, bất kỳ một tổn thương phổi thận nào có thể gây tổn thương cấp. Thứ hai là viêm kẽ thận do gì? Do các thuốc, do một đồng các thuốc, đúng không? Thứ ba là hoại tử ống thận cấp. Thì các anh chị thấy hoại tử ống thận cấp nó nằm ở trong cơ thể là thiếu máu. Thì thiếu máu là nguyên nhân gây suy thận cấp trước cận luôn. Nhưng mà để lâu nó sẽ hoại tử ống thận cấp và nó trở thành suy thận cấp phải thận. Trong đó thì từ 50% thôi. Là do thiếu máu. Hoại tử ống thận cấp thì là thiếu máu gây chết và rất thường gặp nào. Xuất huyết nặng, đặc biệt là phụ nữ có thai sau mổ đẻ rất hay gặp. Nha, có thể là thiếu gây chết. Và nhiều thuốc là chiếm khoảng 30% thiếu máu. Thì về mặt sinh lý vậy là rõ ràng là có tổn thương nên nó tắt rồi. Da nó là thiếu ống thận cấp vệ sinh. Tất cả các bộ phận đều có thể bị tác động, đúng không ạ? Tất cả các bộ phận đều có thể bị tác động. Thế thì hoại tử ống thận cấp, tôi sẽ nói một số các cái đặc điểm. Hoại tử ống thận cấp thì thứ nhất là có thể do thiếu máu cục bộ, là có cái tổn thương thận, thận kéo dài đúng không nói. Trường hợp nặng thì có thể gây ra hoại tử cái vỏ thận và tổn thương thận nó cũng không được. Vì vậy là trong trường hợp thiếu máu thì chúng ta phải làm thế nào rất là nhanh, rồi thì có được tổn thương để cho nó không bị tổn thương đến cái giai đoạn hoại tử thận. Thứ hai là ngộ độc. Ngộ độc thì do thuốc gây ngộ thận, thuốc cản quang. Thì các anh chị nào đã từng đến tuần trước đi qua các thận thì sẽ nghe cái bài trình bày của các chú về cái thuốc thứ thận do cái thuốc cản quang rất là chính cảm hay. Thì một số các kháng sinh như là amoxicillin và amphotericin B hay là những thuốc truyền mạch nó có thể gây ra ngộ độc thuốc. Rồi là những cái chất tụ acetic do những thuốc ngủ mà nó tạo acetic vào ống thận. Cái lắng nọng tinh thể, canxi phốt phát. Trong những trường hợp tiêu cơ vân và những trường hợp tái huyết tố do tái hemoglobin và bụng thận do cái trụ nhẹ, các thứ trụ nhẹ ở trong da bên dưới xương. Vấn đề thứ hai chúng ta cũng hay gặp là cái tiêu cơ vân. Các anh chị tiêu cơ vân, các anh chị có thể gặp trong tình huống nào? Chấn thương, vùi lấp, do rượu. Đấy, chúng tôi thấy rất là nhiều vấn đề do ngộ độc và vấn đề của tiêu cơ vân. Thì nó sẽ giải phóng ra các myoglobin hay là các protein, các cột natri và cái dịch thật dài. Và nó có thể tăng nghẽn cái độ bám mắc có cái tủa và cái protein. Kèm theo là cái co mạch lợn và khớp dặn và khớp hình thành lên các cái quá trình viêm và tổn thương ống thận liên quan đến sản xuất oxy lớn, tăng sẽ oxy hóa.
Đường ruột thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ tổn thương cái ống và kẽ thận. Bởi vì cái vị trí ống kẽ thận nó làm nhiệm vụ gì ạ? Cô đặc và tái hấp thu cơ thịt hoặc khi cái chức năng này nó hỏng thì nó sẽ gây ra tổn thương ống thận. Nó sẽ thay đổi cái huyết động và tổn thương trực tiếp đến các tế bào của mô, gây ra viêm mô tế bào, tắc nghẽn tế bào chết, biến động xảy ra. Và thứ phát thì nó lại gây thiếu máu cục bộ, co mạch hình thành các cái loại oxy phản ứng và dẫn tới dạng của ống thận. Còn số cũng đặc biệt. Cũng như vậy thì viêm mễ thận cấp nó nằm ở trong tình trạng để một cái nhiễm trùng do viêm thận cấp tận do các vi khuẩn này thu hút. Hai là có thể do thuốc, ba là có thể do cảm và bốn là triệu chứng là khô mắt, khô môi ấy, dục đen. Trong cái khi ra bệnh thì tốt thì bạn sẽ gặp được một người. Các cái rối loạn về vi mạch và cống thận thì có thể do các cái nguồn miễn dịch hay là chỉ số viêm mạch và bệnh lý vi mạch thì nó có thể gây tổn thương tại thận. Rất là nhiều các yếu tố khác. Thì các dấu hiệu nhận biết là dấu hiệu phân số thải mang lên trên 1% và tỷ lệ mô lên trên tế máu dưới 20:1. Những cái dấu hiệu như là kẽ như sốt nổi ban, rồi là bạch cầu hiệu tăng bạch cầu, acid chụp bạch cầu, rồi là một số yếu tố khác như là bồn trung miệng, tế bào miệng là lưu ý những dấu hiệu. Thế tại sao viêm thận cấp thì lại ảnh hưởng tới các cơ quan khác? Sau khi viêm thận cấp thì có thể dẫn tới là suy đa tạng đúng không? Thế thì tại sao nó lại có thể dẫn tới các cái vấn đề đó? Nó có thể dẫn tới rối loạn bất kỳ chức năng nào trong cơ thể, từ tim, phổi, gan, đúng không? Máu, thế nào? Bởi vì nó tăng sinh, nó liên quan đến sự tăng sinh tế bào viêm, làm quá mức các bạch cầu nhân tính và tăng sản xuất oxy hay là tăng sản xuất các cytokine hay tăng stress oxy hóa và đi với rối loạn tiêu hóa nếu được. Chính vì vậy khi mà bệnh nhân suy cấp thì rất là nghiêm trọng vì nó có thể dẫn tới hàng loạt các phản ứng khác của bệnh suy đa tạng. Một cái hội chứng nữa là hội chứng gan thận, các anh chị có thể nghe gặp đúng không? Hội chứng gan thận. Khi mà có cái hội chứng gan thận mà có tăng cái men gan ở trong quá trình thận thì bao giờ chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt là cái tổn thương gan này nó thứ phát sau khi sinh thận hay là cái sinh thận này nó chân nền một cái tổn thương gan đã có và sinh gan trước của mình có sinh thận thì bao giờ chúng ta cũng phải chẩn đoán phân biệt. Thế thì người ta sẽ thấy là các cái tổn thương thận tương quan với mức độ nghiêm trọng của cái chức năng thận tương quan với mức độ tổn thương thận. Hai là các cái suy thận cấp mà thiếu máu cục bộ có tăng mức chất oxy hóa và thúc đẩy dẫn tới quá trình chết tế bào và tổn thương gan như chúng ta vừa mới đã nói. Thế còn nếu mà suy hội chứng gan thận là do bệnh gan thì suy thận cấp có thể đảm nhiệm, tức là có thể hồi phục, là có thể hồi phục được. Và người ta thấy là giảm rõ ràng mức độ tổn thương gan nhưng mà không có tổn thương nào được. Đấy là những cái mà chúng ta có phân biệt nhỏ nhỏ ở những cái bệnh nhân mà có suy thận. Thế thì đánh giá và chẩn đoán thì chúng ta cần phải hỏi và nắm vậy trong quá trình lý thì chúng ta sẽ lưu ý dấu hiệu như creatinine huyết thanh, các bệnh sử và mất máu, mất dịch, một số thuốc hay là bệnh nhân đang sau phẫu thuật hay là những trùng hay là những dấu hiệu mà lưu ý cho xét nghiệm máu thì chúng ta đánh giá những cái xét nghiệm về chức năng thận rồi diễn ra cái acidic những trường hợp mà bây giờ đúng không? Của men gan, của men men xích ca, những cái yếu tố mà để chúng ta xác định chẩn đoán bệnh như là cái bệnh lupus hay là cái viêm mạch, những bộ xét nghiệm để chẩn đoán chung. À,
chúng ta làm các cái thăm dò như là thử quang, thăm lớp, rồi đặt thông bằng quang, rồi là tổng từ siêu âm cốt le, xạ bình thận hay là chụp mạch thận, và một số trường hợp là chúng tôi không tìm thấy một cái nguyên nhân nào gây suy thận cấp cả. Thì nên không thấy bắt buộc chúng tôi phải tiếp cận xem cái tổn thương thận nó tổn thương tổn nào, nó tổn thương gì tâm không. Chúng tôi thì đã có những cái nguyên nhân bắt buộc phải là có, tại sao là có thương thận, xác định cái điểm vuông. Thế thì đây là những chỉ định về cái thương thận cấp qua da ở những cái bệnh nhân mà nó nghi ngờ tổn thương cấp. Để chẩn đoán xác định thì thứ nhất là tìm tổn thương cấp tính, thứ hai là về biểu hiện vô hiệu, thứ ba là tăng ure và creatinin, thứ tư có thể có rối loạn nước tiểu điện giải qua cái tăng canxi máu hay là toàn chuyển hóa. Và tốt nhất là nếu mà chúng ta biết cái creatinin này thì nó cũng hết rồi, chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với đợt cấp của suy thận mãn tính. Vì chúng ta thấy không có mức độ tương xứng, không có mức độ suy thận với tình trạng thiếu máu hay là cái hình ảnh của siêu âm chẳng hạn, hoặc là chúng ta thấy ure cao rất cao mà creatinin thì không cao nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta đi tới suy thận mãn tính như vậy là có lịch sử này, hay là có huyết áp cao này, thiếu máu rõ, có cái rối loạn chuyển hóa canxi, phốt pho và trên cái siêu âm suy thận nhỏ sơ chẳng hạn. Những cái này chúng tôi nói qua trong này trong sách rồi, thì chúng ta đi theo giai đoạn khởi đầu, đúng không? Giai đoạn tái đi vô hiệu, giai đoạn tái trở lại, giai đoạn hồi phục, và bốn giai đoạn trong sách của chúng ta biết nhất. Chúng ta học từ bốn hay sáu thì đúng không ạ? Trong sách có hết rồi, đúng không ạ? Cái mục tiêu điều trị là chúng ta sẽ phải bảo vệ tính mạng bệnh nhân đã, phòng ngừa được cái nguy cơ tử vong đã, thứ hai là tạo thuận lợi cho khi việc phục hồi chức năng thận và giảm tối thiểu cái nguy cơ diễn tiến thành không. Đấy là cái mục tiêu điều trị của chúng ta. Về nguyên tắc điều trị là loại bỏ tất cả yếu tố gây độc, các thuốc kháng sinh và chỉnh liều. Cũng rất là buồn là một dù kể cả ở những lớn như chúng tôi Bạch Mai đi nữa, hay là ở Việt Nam đi nữa, thì cái việc mà bác sĩ không để ý đến chức năng thận mà chúng ta tốt là chuyện cũng thường xuyên gặp, thường xuyên gặp đấy. Và chúng tôi đã từng phải có những cái bệnh nhân mà dùng quá liều và có cao nó gây ra tổn thương hệ thận, và cuối cùng là chỉ cho khoảng 2 tháng là suy thận không hồi phục được, bắt buộc phải chạy thận chu kỳ. Đấy là những điều mà rất là đau lòng và gây rất là có hại cho người bệnh, đúng không ạ? Tăng chi phí điều trị và cái cuộc sống người ta giảm rất là rõ rệt. Chúng ta phải nhanh chóng hồi phục thể tích nước tiểu và giảm tổn thương đa chức năng thận, điều trị bảo tồn tùy theo giai đoạn bằng cách điều chỉnh cân bằng kiểm toan nước và điện giải, hạn chế cái tổn thương cơ quan tuyến giáp như tôi vừa nói là tim gan tuyến giáp, phổi tim tuyến giáp hoặc là huyết học tuyến giáp. Và chúng ta cần phải lọc máu và hỗ trợ nếu như thấy có chỉ định và cần thiết. Và thứ đặc biệt là ở những bệnh nhân cấp nó có chỉ định nên lọc máu sớm. Thế để trả cồn chức năng thận thì chúng ta cũng duy trì bằng cách giảm các cái yếu tố mà gây ra cảm giác tuần hoàn và lọc bỏ những độc hay là lọc bỏ những tắc nghẽn. Rồi tiếp theo là cải thiện cái thiếu máu và bảo tồn cái chức năng tiểu của bệnh nhân. Cách chiến lược điều trị thứ nhất là phòng ngừa, thứ hai là bảo vệ thận. Ở đây chúng ta có cái điều trị của nguyên nhân, ví dụ mất nước, mất muối, mất máu, và tiêu cơ vân, hoặc là những sốt rét chẳng hạn, cái đau chỉ xương đương nhiên là chúng ta phải điều trị bệnh chính rồi. Ở trong đấy thì có một cái mục là có thể truyền nguồn dịch và có những cách truyền dịch trong vòng 15 phút bằng natri clorua 90.000 hoặc là natri clorua 0.4%. Để mình test xem cái này là suy giảm cái tổn hoàn do cái tổn thương thận cấp trước thận, đúng không? Thì chúng ta cứ xem là bao giờ cũng phải có cái quy tắc là bổ nhiệm cho bệnh nhân. Thứ hai là chuyển hóa và
chúng đau nát nếu như cái các máu giảm và tiểu giảm. Chúng ta sử dụng những cái thuốc lợi tiểu rất hợp lý. Nếu như mà suy thận nó giảm những tuần hoàn thì không thể dùng được tiểu được, đúng không ạ? Thế và chúng ta phải xem là cùng thủ tiết tuần hoàn tốt nhất là sử dụng cái CGP và CGP đủ rồi thì chúng ta có thể sử dụng được tiểu nếu như không có chỉ định, không có hẹn làm lợn hai bên, không có sỏi điều khoản hai bên chúng ta chỉ dùng được, hoặc không có cái tắc nghẽn khối u gì mà nó bị cản trở thì dùng được. Chúng ta có thể sử dụng các thuốc vận mạch phối hợp, có thể dùng các thuốc vận mạch đi phối hợp để tăng lượng lượng tiểu của nhân, điều chỉnh thuốc và dừng tất cả những thuốc gây độc. Nếu dùng kháng sinh thì phải dùng theo cái chức năng thận và đánh giá cái liều được kháng sinh. Có hai cái loại là một là bằng côn sinh, hai là anticoagulant là bằng côn đồng thận, cũng như amphotericin B hay là cyclosporin A anh chị dùng nếu như quá liều là có thể gây ung thư đồng thận rất nặng và rất khó hồi phục. Chúng ta điều chỉnh huyết độ mỏng và theo dõi chức năng thận cũng như là điều chỉnh dối loạn đo hội chứng huyết áp cao như thế. Các cái điều trị này cũng là trong sách chúng ta có hết. Thứ nhất là nguyên tắc là giảm cái tăng giảm cái quá tải thể tích bằng cách hạ chế dưới nước. Trong những giai đoạn của người cô nhiễm chúng ta có thể dùng thuốc lợi tiểu và chúng ta dùng chất thay thế bằng chất nhân tạo để giúp nước trong trường hợp quá tải của màng, điều trị các cái tăng kali máu, điều trị hạ kali máu, điều trị các tăng chuyển hóa hay là tăng phốt phát máu hay là hạ canxi máu hoặc là tăng axit lipid máu, đấy là những mục tiêu mà chúng ta thấy những cái việc của chúng ta có những dối loạn chúng ta phải điều trị bằng chế độ ăn hoặc là chế độ thuốc uống.